Bà ơi, cái bánh khúc này thì làm là đầu tiên là phải ngâm gạo này, gạo gạo thì dùng gạo gì bà? Cái nguyên liệu ấy. Gạo chẻ thơm ấy là muốn ăn khang dinh thì ăn, muốn ăn chẻ thơm thì ăn, nhưng mà phải ngâm 3 tiếng thì Nghĩa bây giờ là mới dùng gạo tẻ vâng ngâm 3 tiếng. vâng xong là bây giờ này là dốc ra thì là để cho nó ráo nước đi rồi đây mới nghiền máy này. Vâng. À thế thì cái rau khúc thì mình đi hái về thì Đi mình phải hái sơ chế về như nào ạ? rửa Rửa. rửa sạch đi, rửa thật sạch đi, nó chỉ có cát thôi mà, Vâng. thì rửa thật sạch đi rồi xong bây giờ mới đun nước sôi rồi mới thả vào luộc như cho muống À luộc chín luôn bà. chín luôn. Đến Vâng. lúc khi mà chín thì dốc ra thì cho nó nguội đi thì xong, mà làm ngay thì để cho nguội thì mình vắt nước đi là mình làm luôn, Vâng. nếu không làm ngay thì vắt rồi xong là để vào tủ lạnh Vâng. hôm khác làm được Vâng. đấy, Thế nó cái có thế thôi. nhân 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 bánh thì là gồm những gì bà? Nhân bánh thì thịt, nhân thịt, thịt mới hành, Vâng. Thịt lợn thịt lợn, và hành. hành Thế thịt lợn phải lấy miếng nào để cho nó ngon nhất bà? à tùy theo, tôi thích ăn thịt nạc thì làm thịt nạc, nhưng mà thích ăn nó phải là vai, thịt vai À, thịt thì vai. làm nó cả mỡ cả miếng thì là nó ngon. Vâng, mới thơm đúng không nhỉ bà nhỉ? Vâng. Thế là trong mấy ngày hội vừa rồi thì riêng nhà chú là chú xay ước tính khoảng là bao nhiêu cân gạo ạ? Chú hỏi là thường hỏi là biết. Chú xay nếu mà mấy ngày vừa rồi xay khoảng độ 4 tấn. Riêng nhà chú 4 xay tấn 4 bánh. tấn bánh. Thế thì chú có thể ước lượng được là cái lượng bánh của cả làng, của cái thôn nhà mình tiêu thụ trong mấy ngày hội không? Tức là nếu mà cộng tổng thì nó chú ước lượng nó khó, tại vì là không phải là riêng nhà chú. Nhà Vâng. chú thì là nhiều là đương nhiên rồi, Vâng. nhà chú thì cực kỳ là đông. Thế thì cứ cho là độ cộng ít là 2 tấn nữa đi. Thế là làng mình tiêu thụ là 6 tấn bánh trong cái dịp này. Có đủ không ạ? 6 tấn không đủ chứ, 6 tấn không đủ ạ. 6 tấn đủ ra đấy ạ. Tại vì là chú xay giả dích, nếu gọi là tính như thế là gọi là chú tính chỉ đơn giản thế thôi, chứ còn nếu Vâng. nó ấy nó chính nó phải nhiều hơn. Vâng. Là vì mỗi ngày như vậy là mỗi ngày chú xay là vào như ngày hôm qua với hôm nay nó vào tầm khoảng đã 4 tấn rồi. 2 ngày là 4 tấn. Cứ Thế thì nói thế để cho khiêm ước tính khoảng 10 tấn bánh trong tiêu thụ trong 3 ngày hội. Mình chắc chín chắc là phải thế, chắc phải đến thế, tại vì nó nhiều lắm. 10 tấn đấy, phải 10 tấn bánh trong mấy ngày hội ấy, đấy là vì nó là 4.000 dân, người ta toàn làm, người ta đem cho ấy, vâng, người ta 4.000 đem dân biếu ạ. ấy. 4.000 dân thì đấy là hội ở thôn đây là thôn hội quan riêng, hội thôn trung quan không, còn hôm thôn hôm chử xá xã là hôm vừa rồi, hội chử đồng tử là chú cũng đã say tầm ý rồi, từ hôm 18 tháng giêng ấy là chú đã say tầm ý rồi đấy, là chú toàn say thuê thôi, có nghĩa là chú lại say cả cho người người ta làm, người ta bán. Chứ vâng. còn người ta làm bán mà người ta còn say ở nhà chú Dồn vào từ sau Tết nhiều ạ. mà. Nếu mà từ đầu tiên thì chú say có gần như là suốt từ ăn trong Tết là chú say bánh. Từ Xuân Quan đến Kim Lan rồi Phượng Công rồi tận dưới Tầm Tang Sâm Cố lên đây say thuê Cũng cơ lên mà. tận đây ạ. Chú say nhiều lắm, không phải ít. Anh có bí quyết gì mời bà con đến Chả biết là đi chú đông cứ thế ạ? làm, họ cứ bảo là ngon nhất thì là mình là người ta cứ đến kéo đến người ta xay thôi. Vâng. Chứ thực ra là mình thì làm các loại bánh như là bánh gai rồi bánh gấc rồi thì rất là nhiều bánh. Làm là mấy cái loại bánh như là đem đến đây là chú làm, nếu mà bánh gai nhá, ngon là bánh Ninh Giang luôn. Chẳng có lại chú cháu không được xem cái mẻ bánh gai chú xay. Vâng. Bởi vì người ta nói là có những nhà người ta làm được ở con nhà tôi nhá. Mua bánh Ninh Giang mình không ăn, mà xay ở đây về ăn bằng sạch. Như chú chỉ làm thuê thôi. Nhưng mà chú chỉ xay thôi đúng không? Chú chỉ xay làm cái vỏ, vỏ ngon là quan trọng là cái vỏ chứ. Vâng. Còn cái cách làm thì chú lại đọc cho người ta về làm. Đấy, chú lại đọc cho người ta về làm. Kể cả cái khúc chú cũng đọc cho người ta về làm ruột. Vâng. Đấy, là gì?
Thế là cái ruột bánh phúc này là ngon nhất thì phải pha tỷ lệ hành nếu mà để mà làm được ngon nhiều ruột là phải cứ cân gạo là cân thịt. Cân gạo cân thịt. Cân hành. Đấy là sẽ nặn bằng hết. Cân gạo cân thịt cân hành là nặn bằng hết, nhồi bằng hết. Nhưng mà cái thịt thì là dùng thịt gì thì sẽ ra là ngon nhất. Thịt dọi. Dọi, ba chỉ dọi. Ba chỉ dọi là ngon nhất. Rồi thì hành thì phải chiên. Hành chiên riêng, khi thái là xong là phải chiên riêng. Thịt luộc lên thái ra riêng. Thế là trộn vào cho vừa vặn là làm thành ruột. Đây là chỗ này 9 cân tất. Không làm như thế này được. Nó quay này đến bây giờ là họ có chủ chú chết. Mất hết khách. Rồi. Nhà mình hôm nay làm bao nhiêu cân gạo đây ở chị? 12 cân. 12 cân, 12 cân thì làm được khoảng được bao nhiêu cái bánh ạ? Được khoảng 300 cái, tùy theo. 300 cái bánh cơ. Mình gói 300, 300 rưỡi cái. Mình gói như này thì được khoảng 300 cái, còn đâu có người gói nhỏ hơn thì lại được nhiều hơn mà. Vâng. Gói to hơn thì lại được ít hơn. Cái lá to ấy, còn người lá như ấy thì bỏ lại ai. Gạo lẻ phải không ạ? Từ trước đến nay là đều gói bằng lá dong phải không bác? Ừ. Vâng. Từ thế này đều gói bằng lá dong. Đều gói lá dong rồi. Nhưng mà có sử dụng được lá chuối để gói không bác? Không, cũng được. Cũng được. Lá chuối cũng được. Nhưng mà lá chuối thì ví dụ như hết lá dong rồi thì phải cho vào lá chuối cắt theo cái hình ấy con thoi ấy xong rồi đưa vào. Để cho vào. Sau này thâm nó thâm cái lượt bánh mà, này. Tức là cái hình nó phải nó thâm bánh. Nó không gói kín. Thì mới không gói kín phải. Đặt lên để đồ thôi. Đấy, gói để đồ. Chéo, cắt chéo. Vâng. Thế thì để đồ. Phải nó cho cái bánh nó lên hơi thì mới ấy được. Không như thế nào. Cái này là cho một loạt thôi. Cái loại này dựng lên một loạt trong đồ. Thì mình đây cứ xem năm là dính nước, năm năm một lần. Thế cơ vườn bác chàng thì với cả bên kia bên nam thì người ta làm khác. Nó... Cái là phải đưa vào le nó được, dính lắm. Cứ nét. Chắc được 5 cái rồi nhỉ? Chắc được rồi. Thôi cứ quay hết cái mẻ lại xong bắt đầu cho vào ấy xong còn lại làm cái mẻ lại vào lấy mẻ kia thì mai thì nó bỏ túi. Không, không hết liền. Bỏ túi để nó hay lấy. Thì thế thì xong bỏ túi. Thì mai phải mai là tối đúng, này đi biếu hết thì đủ. Mai tối mai người ta đến ta ăn là hết còn đủ nữa. Còn 100 cái thì còn đủ. Mẹ lên bắt chèm con cao. Thế thì chồng đi nèm. Bọn chú vẻ chứ. Bè về mua tôi một ít. Đó đến đâu cũng mua. Cả lần quê được bé. Chị trực tiếp đi hái lá cúc ạ? Vâng. Thế lá cúc là nó có nhiều ở những khu vực nào thì? Ở khu vực đồng bãi này này, đồng bãi mình. Đồng bãi mình là chứ khu vực ven sông Hồng này nhiều lắm. À, cứ ra đồng bãi là nhiều, mùa này là nó... Mùa phải có mùa xuân này nó mưa. Nó mùa riêng hai này, nó mới có. Còn những ngày kia là nó phải già rồi. Nhiều ấy. Vâng. Xong là nó già. Thì nó mới có. Thế nhưng cái già nó lại rụng hạt đến sang năm nó lại mọc vâng. Được lại hả? Năm nào mưa sớm là có rau cúc sớm, mà năm nào mưa muộn là rau cúc muộn. Vâng. Mưa phùn, mưa sương. Đây
Tôi được chú Nhâm ạ. Chú Nhâm mời ăn bánh nha. Chú Nhâm bao tiền đây? 40.000 một lít. Đấy, nó ăn như là bánh khúc, bánh đức ngon thật. Đây là bánh khúc của Văn Đức đây. Nó nhiều rau ăn sẽ không ngậy. Vâng. Mặc dù rất nhiều thịt, rất nhiều hành nhưng mà ăn không ngậy. Ăn no rồi. Cái vỏ này ngon thôi. Nhưng mà vỏ chú làm ngon rồi. Vâng. Ăn nó dai, nó dẻo. Mà lại chẳng có cái mẹ gì, chỉ mua gia vị để cho nhìn nào. Mua gia vị mì chính.